Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện là ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta phải nói thật được bề trên che chở rõ ràng. Quý vị nhớ tuần vừa rồi ông Tổng thống của nước Ba Tây, Brazil, đó là ông Bolsonaro đã đến viếng thăm Hoa Kỳ, được Tổng thống Donald Trump tiếp kiến tại dinh nghỉ hè của ông ở Mar-a-Lago, ở tiểu bang Florida. Thì trong cuộc tiếp xúc này, Tổng thống Donald Trump có cả sự hiện diện của con gái là Ivanka, của cả Jared Kushner là con rể, cũng như các nhân viên cao cấp của nội các. Thì khi ra về, ông Tổng thống Ba Tây và cái người nhân viên trực thuộc của ông là tham vụ báo chí của Tổng thống của Ba Tây là anh chàng Enrique González đã khám bệnh và kết quả dương tính về cái vấn đề virus Vũ Hán. Khi cái kết quả đó được thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và thông báo cho Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã được các cố vấn mời và yêu cầu nên thử nghiệm về vấn đề dịch Vũ Hán này. Tổng thống Donald Trump trong cái thứ Bảy vừa rồi đã nghe lời các cố vấn và đã cho đi thử. Thế thì ngày Chủ nhật đã có kết quả. Ông bác sĩ của Tổng thống của Tòa Bạch Cung, đó là ông bác sĩ Clausi, đã đưa ra kết quả negative, tức là âm tính, chứ không phải là dương tính, có nghĩa là không có vi trùng virus, không bị nhiễm vi trùng virus Vũ Hán. Điều này làm cho mọi người rất sững sờ, bởi vì Tổng thống cũng bắt tay Tổng thống Ba Tây và bắt tay cả cái anh chàng tham vụ báo chí của ông Tổng thống Ba Tây khi mà biếu tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cái món quà, trên đó là Keep Brazil Great Again, để học theo đường lối của ông Tổng thống Donald Trump, Keep America Great Again. Thì phải bắt tay, là phải tiếp xúc và đến gần gũi và ngồi cả ăn cơm với nhau nữa. Thế mà cuối cùng Tổng thống Donald Trump không có bệnh, và ông Phó Tổng thống Mike Pence đến giờ này cũng vẫn chưa có bệnh. Cả hai người đều không bị nhiễm vi khuẩn Vũ Hán. Đó là một cái sự thiêng liêng của Thượng Đế. Cho nên Tổng thống Donald Trump trong cái bài diễn văn họp báo hôm Chủ nhật vừa rồi, ông đã tuyên bố ngày Chủ nhật 15 tháng 3 là một cái ngày toàn quốc chúng ta phải dành vài phút mỗi người dâng lời cầu nguyện lên đấng tối cao, xin Thiên Chúa phù trợ cho nước Mỹ qua tai qua nạn khỏi. Và ngài muốn cảm ơn Thượng Đế đã gìn giữ ngài không bị lây nhiễm cái virus Vũ Hán. Trong khi đó thì Quốc hội rất nhiều dân biểu bị cái ông gọi là dân biểu ghét đi cùng chuyến bay với lại Tổng thống Donald Trump, Air Force One về Florida, ông ta dương tính. Rồi đến giờ này có chúng ta có thượng nghị sĩ Ted Cruz là một, dân biểu Gates là hai, ông nghị sĩ Collins là ba, Paul Gasser là bốn. Ông Paul Gasser của tiểu bang Arizona, Collins tiểu bang Georgia, Cruz của tiểu bang Texas, Middle của tiểu bang North Carolina. Tất cả các cái vị nghị sĩ dân cử này đều self quarantine, tức là họ tự cách ly trong vòng 14 ngày. Đây là một cái sự kiện mà mọi người rất ngạc nhiên. Donald Trump tiếp xúc với đủ hạng người và đi tiếp xúc với cử tri những cuộc rally, là những cái cuộc diễn hành biểu dương lực lượng hàng chục nghìn người, mà đến giờ này ông vẫn chưa bị. Ông nói thẳng một câu rằng tôi vẫn chưa bị, đó là ý của Thượng Đế. Chúng ta cố gắng cầu nguyện cho nhau để chúng ta có thể thoát được cái cảnh khổ cho đất nước này. Rồi ông dân biểu Jerry Nadler, chủ tịch ủy ban tư pháp của Hạ viện, yêu cầu bà Nancy Pelosi đóng cửa Quốc hội. Cho đến giờ này thì Quốc hội không còn được vào thăm viếng, dân chúng không được vào Quốc hội, không được vào Tòa Bạch Cung, không được vào tất cả những cái nơi công cộng. Bởi vì ông bác sĩ Sossi, ông ta là cố vấn của Tổng thống, cũng là một ông giám đốc
của cái nha gọi là nha bệnh di truyền và lây nhiễm bệnh tật của Bộ Y tế Hoa Kỳ tuyên bố là chúng ta nên cách ly và tất cả những cái nơi hội họp trên 50 người, chứ không phải là 250 người. Trước kia là đưa ra 1.000, sau rồi 250, đến bây giờ là 50 người. Tất cả những cái chuyện gì mà có 50 người trở lên, dẹp. Bởi vậy quý vị thấy không, New York, Los Angeles, San Francisco, tất cả trường học đóng cửa cho đến ngày 24 tháng 4, tức là sau lễ Phục sinh. Hàng triệu, hàng trăm triệu học sinh, sinh viên của Hoa Kỳ nằm ở nhà kể từ hôm thứ Hai, có nhiều nơi từ thứ Sáu. Ngay cả các đại học ở vùng Cali, ở vùng Nam Cali, chúng tôi cũng đã nhận, thưa với quý vị trước, có mấy cô sinh viên của Đại học Santa Ana College, của Đại học Fullerton gọi điện thoại cho Dương Hải biết là đại học đóng cửa. Và tất cả các lớp sẽ đưa lên online. Rồi bên cạnh vấn đề education, tất cả những nơi tụ tập đông người từ 50 người trở lên như là quán cà phê, nhà hàng, bar, rồi những cái buổi hòa nhạc, rạp cine sẽ phải đóng cửa trong vòng 8 tuần tới. Đó là khuyến cáo và lệnh của chính phủ. Vì vậy cho nên cái vấn đề Quốc hội, văn phòng thượng nghị sĩ Maria Cakewell cho nhân viên về hết, là vì có hai người trong nhân viên của bà đã bị lây nhiễm virus của Vũ Hán. Và văn phòng của bà phải đóng cửa để deep cleaning, để khử trùng một cách kỹ lưỡng. Đó, tất cả nhân viên làm việc bằng teleworking. Ông Nadler yêu cầu bà Pelosi đóng cửa Quốc hội, nhưng bà ta không chịu. Bà ta bảo các văn phòng cứ làm việc, và nếu những người nào có bệnh nghỉ, còn dân chúng thì họ không đến thăm Quốc hội nữa. Cho nên bà muốn rằng Quốc hội cứ tiếp tục cho đến lúc không thể làm nổi nữa. Và bà nói rằng bà sẽ là người sau cùng ra khỏi Quốc hội. Đó là điều tốt. Và sự thật thì Quốc hội coi như là đi nghỉ hè luôn, về gọi là spring break, tức là nghỉ phục sinh tuần tới cho đến hết tháng 4. Thêm vào đó, kết quả của Tổng thống rất là mạnh khỏe. Bác sĩ Sean Cowley là bác sĩ riêng của Tòa Bạch Cung, mà là cố vấn y tế riêng cho Tổng thống, đưa ra cái kết quả và cho đài CNN, cho Fox News đều chiếu rõ ràng là kết quả âm tính về virus Vũ Hán đối với Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, bác sĩ Sean Cowley còn nói một câu rằng Tổng thống sức khỏe rất dồi dào sau khi đã được báo cáo trong cái cuộc khám thường niên với 25 bác sĩ hội đồng y khoa công nhận Tổng thống Donald Trump tuyệt vời trong chức vụ Tổng thống, không có một bệnh tật nào đáng kể. Trong khi đó thì anh chàng Dick Morris là cựu cố vấn của Bill Clinton thời ra tranh cử Tổng thống mấy chục năm trước, và anh ta bây giờ đang là một cố vấn của Đảng Dân Chủ, ngày hôm qua đã tuyên bố với đài CNN Joe Biden rất khó mà có thể thành công trong vấn đề tranh đấu với ông Donald Trump. Vì anh chàng Dick Morris này đã được đọc cái bản báo cáo về tình trạng sức khỏe, hồ sơ y khoa của Joe Biden trong tháng 12 vừa rồi. Thì trong đó nói rằng Joe Biden này, irregular heartbeat, nhịp tim đập không đều, lúc nhanh lúc chậm. Câu số 2, high cholesterol, mỡ cao ở trong máu. Số 3, seasonal allergy, anh ta vui buồn bất thường. Seasonal, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mùa. Thứ tư, no mention mental problem. Dick Morris nói rằng Joe Biden bị cái tình trạng tại sao lúc nhớ lúc quên,
ông ta bị cái mental disorder, ông ta bị tâm thần, và khuyến cáo rằng nếu không cho ông ta đi khám bệnh thì ông ta sẽ không thể nào đấu hót lại đối với Donald Trump. Và dĩ nhiên là dân chủ 100% sẽ thua. Vì cho đến giờ này, quý vị thấy trong đêm Chủ nhật vừa rồi có cuộc tranh luận giữa anh chàng Bernie Sanders và Joe Biden, thì mọi người đều thấy rằng đảng Dân Chủ đã quyết định dùng Joe Biden để ra tranh cử đối thủ cho ông Donald Trump vào ngày mùng 3 tháng 11 tới đây. Thì Dick Morris là một trong những cái tay gạo cội của đảng Dân Chủ và đã từng giúp cho Bill Clinton thành công ra tranh cử Tổng thống, tuyên bố rõ rệt Joe Biden chắc chắn sẽ thua Donald Trump nếu mà không cho đi khám mental disorder, những cái bệnh tật về tâm thần. Bởi vậy cho nên hỏi tại sao Joe Biden hay quên, hay nói bậy và hay nói lắp. Đó là cái tình trạng không thể chấp nhận được khi mà phải đối đầu đối với các loại người đối thủ cao tay như là Tập Cận Bình, vân vân, hay là Putin. Và chúng ta chờ xem là một vài ngày nữa đảng Dân Chủ trong cái cuộc tranh luận của hai ứng cử viên Joe Biden và Bernie Sanders ở Iowa tối Chủ nhật vừa qua, mọi người đều thấy rằng Joe Biden không đủ khả năng. Nhưng Bernie Sanders thì đã được đảng Dân Chủ quyết định không cho ra đại diện ngày mùng 3 tháng 11 tới đây. Như chúng tôi đã vừa thưa với quý vị trong những phần trước, Bernie Sanders không thể làm Tổng thống Mỹ vì là một tên Do Thái. Bernie Sanders không thể làm Tổng thống Mỹ vì muốn Hoa Kỳ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa. Mà quý vị nhớ 400 tay tỷ phú của nước Mỹ, nó không muốn mất hết của. Bởi vì Bernie Sanders nói rằng giống Kamala Harris, giống Alexander Cortez, nói rằng là đảng Dân Chủ mà làm Tổng thống phải đánh thuế cao 90% những người giàu để lấy tiền của và chia cho người nghèo bằng cách cho free medical, cho free education và gọi là universal income, là những cái lương hàng tháng phổ quát cho mọi công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa lại xin tạm dừng vài phút. Có một số khán giả hỏi giáo sư Dương Đại Hải là ông bác sĩ Trọng Võ, khi giáo sư nói rằng là ông ta giúp đỡ cộng đồng là như thế nào, thì tôi bảo rằng là đây là bệnh nhân của ông ấy nói. Đấy, chúng ta thấy có những bệnh nhân như hôm nay lại có một cô Nhung, cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn bác sĩ Trọng Võ. Bữa trước đã cứu cho ông chồng bị viêm gan B, uống thuốc giảm, bây giờ đến lượt cô ta. Thì đấy là không phải Dương Đại Hải nói mà là cộng đồng Việt Nam nói. Xin cảm ơn quý vị và tiếp tục phần 3 sau này.